Nga tuyên bố chặn nhóm biệt kích Ukraine xâm nhập tỉnh biên giới. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, cập nhật thông tin mới nhất về chiến sự Nga-Ukraine. Mới đây, thống đốc tỉnh Ryansk, Alexander Bokomas cho biết, lực lượng Nga đã đẩy lùi nhóm biệt kích Ukraine xâm nhập tỉnh này. Hãng tin Ria Novosti dẫn lời ông Bokomas nói ngày 5 tháng 9, lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga đẩy lùi nỗ lực xâm nhập của nhóm biệt kích Ukraine tại quân Sivetsky của tỉnh Bryansk. Ông cho biết thêm, lực lượng Nga đã thu giữ nhiều vũ khí, bao gồm các ống phóng, tên lửa chống tăng và đạn dược do phương Tây cung cấp, tại địa điểm diễn ra cuộc đụng độ, hiện chưa rõ thiệt hại về người của phía Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên nhóm biệt kích Ukraine cố gắng xâm nhập vào tỉnh Bryansk. Lần gần đây nhất là vào ngày 31 tháng 8, theo FSB, An ninh và vệ binh quốc gia Nga đã chặn nhóm biệt kích Ukraine, gồm thành viên cơ quan an ninh Ukraine SBU, Tổng cục Tình báo Quốc phòng GUR và lực lượng đặc nhiệm, tiêu diệt hai người trong số này và bắt 5 người. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Hình ảnh xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị phá hủy tại Ukraine Theo Atlas News, chiếc Challenger 2 đầu tiên của Ukraine bị phá hủy ngay tại mặt trận Zaporizhia khi Kiev vừa tái kiểm soát được làng Robotino, Đoạn video từ mặt trận Zaporizhia cho thấy chiếc Challenger 2 của quân đội Ukraine bốc cháy dữ dội nhưng không rõ thương vong của kiếp chiến đấu. Đây cũng là lần đầu tiên xe tăng do anh chế tạo được ghi nhận phá hủy tại chiến trường Ukraine. Alat News dẫn lại thông tin do kênh Onsin Tenico đăng tải cho biết, chiếc Challenger 2 bị phá hủy gần làng Rabotino, một cứ điểm quan trọng trong phòng tuyến của Nga mà Ukraine vừa tái kiểm soát. Sau Rabotino, các mũi tiến công của Ukraine đang hướng về phía nam tới Tomac, Kiev đặt ra mục tiêu tiến công sâu hơn vào hậu tuyến của Nga, nơi các điểm phòng ngự yếu hơn, từ đó thọc xuống vùng duyên hải Đông Nam và cắt đứt hành lang trên bộ nối vùng Donbass với bán đảo Crimea. Anh viện trợ cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2 từ đầu năm 2023 và được chuyển giao từ tháng 3. Tuy nhiên, phải đến tận tháng 8, số xe tăng này mới tham gia chiến dịch phản công. Xe tăng Challenger 2 hiện được biên chế cho lữ đoàn xung kích đường 082. Đây được xem là đơn vị chiến đấu tinh nhuệ nhất của quân đội Ukraine và được NATO huấn luyện trang bị. Lữ đoàn 82 có quân số khoảng 2.000 người, được trang bị những khí tài hiện đại nhất trong biên chế Ukraine, gồm 14 xe tăng chủ lực Challenger 2 do Anh cung cấp, 90 xe thiết sáp Stryker của Mỹ và 40 xe chiến đấu bộ binh Marder được Đức viện trợ. Việc đưa lữ đoàn 82 tham gia chiến dịch phản công cho thấy Ukraine đang muốn tung đòn quyết định để phá phòng tuyến Nga. Dù vậy, hình ảnh Challenger 2 bị phá hủy ở Zaporizhia vẫn ít nhiều cho thấy quân đội Ukraine khó có thể đẩy nhanh các mũi tấn công của họ về phía Nam mà không hứng chịu tổn thất. 100 xe tăng Đức thời chiến tranh lạnh tham gia quân đội Ukraine Ukraine vừa nhận được một loạt vũ khí mới cho cuộc xung đột với Nga, đó là những chiếc xe tăng của Đức từ thời chiến tranh lạnh. Tờ New York Times đưa tin về việc Đức gửi 10 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine trong tháng vừa rồi. Mẫu xe tăng này được thiết kế bởi Porsche, một tập đoàn được biết đến bởi các mẫu xe hơi sang trọng và được sản xuất bởi Krauss-Maffei tại Tây Đức. Xe tăng Leopard được đưa vào sử dụng năm 1965 và lần cuối được triển khai bởi quân đội Đức vào năm 2000. Mẫu xe tăng 1A5 được phát triển vào thập niên 1980. Kể từ thời điểm đó, nhiều xe tăng của Đức được cất trữ trong các nhà kho trên toàn châu Âu và tháng 2 vừa rồi chính phủ Đức phê chuẩn quyết định quyên tặng chúng cho Ukraine. Hơn 100 xe tăng Leopard 1A5 sẽ được quyên tặng sau khi được tân trang lại. Mặc cho tuổi thọ của chúng, các chuyên gia và quan chức Đức khẳng định các xe tăng Leopard 1A5 vẫn có thể hữu dụng. Trung tướng Andreas Malow, người giám sát chương trình huấn luyện binh lính Ukraine của Đức cho biết, mẫu xe tăng này có kính ban đêm và hệ thống ổn định vũ khí. Khác với các xe tăng chủ lực cũ khác đang được sử dụng tại Ukraine, loại xe tăng này có thể đi lùi. Ông Malow cho biết thêm, mẫu xe tăng Leopard 1A5 cũng dễ sử dụng, bảo trì và sửa chữa hơn so với mẫu xe tăng hiện đại kế nhiệm Leopard 2A6 một chỉ huy xe tăng của Ukraine với tên hiệu Basis cho biết, suy cho cùng thì bất kể chúng cũ tới đâu, chúng vẫn là vũ khí chất lượng. Christian Moling, chuyên gia quân sự tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức cho biết, các xe tăng Leopard 1 này hoàn toàn không phải lựa chọn tệ. Từ tháng 2, các đội xe tăng của Ukraine đã bắt đầu được huấn luyện tại Đức về cách sử dụng Leopard 1A5 và các hệ thống vũ khí khác được viện trợ cho Ukraine. Các đội xe tăng huấn luyện 6 ngày mỗi tuần, trong vòng 6 tuần trước khi trở lại Ukraine. Tờ New York Times đưa tin, Đức đã hoàn tất huấn luyện 6.300 binh lính Ukraine trong tổng số 10.000 binh lính dự kiến sẽ huấn luyện trong năm 2023. Cam kết của Đức là một phần trong cam kết rộng hơn của toàn EU về việc huấn luyện 30.000 binh lính Ukraine trước cuối năm 2023. Ukraine tuyên bố chỉ đàm phán với Nga khi giành chiến thắng trên mặt trận. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng, đàm phán hòa bình với Nga chỉ diễn ra khi Kiev giành chiến thắng trên chiến trường, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NHK, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định không nên mong đợi vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow trong tương lai gần. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho hay, tôi không nghĩ rằng các cuộc đàm phán với Nga sẽ bắt đầu trong thời gian tới, đồng thời lưu ý rằng một trong những chìa khóa cho đàm phán là sự thành công của Ukraine trên lĩnh vực quân sự. Trước những lời chỉ trích về tốc độ phản công chậm của lực lượng vũ trang Ukraine, Ngoại trưởng Kuleba đề nghị tôn trọng những người lính Ukraine đã hy sinh mạng sống để tiến lên phía trước. Trước đó, ngày 30 tháng 8, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Corriere della Sera của Italy, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cũng khẳng định đàm phán với Nga là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Ông Podolyak còn cho rằng, Moscow tiếp tục tự lừa dối mình rằng nước này có thể giữ được các vùng lãnh thổ đã giành được từ Kiev. Chính quyền Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tìm kiếm tiến trình hòa bình cho xung đột trên đàm phán với Ukraine, Tuy nhiên, Moscow cũng chỉ ra rằng việc Kiev và phương Tây từ chối tham gia vào tiến trình ngoại giao khiến Nga không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc tiếp tục hành động để đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phát ngôn viên chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý rằng, trở ngại trên con đường đàm phán chính là việc Kiev không thể đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bởi không ai khác, chính nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký xác lệnh cấm đàm phán với ông Putin. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đề xuất làm trung gian hòa giải Nga-Ukraine. Trong cuộc gặp với tổng thống Nga Putin mới đây, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với Ankara, sẵn sàng làm tất cả trong khả năng của mình để giải quyết vấn đề này và đóng vai trò trung gian hòa giải. Nội dung trên được đề cập vào ngày 4 tháng 9 khi tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận một loạt vấn đề, bao gồm phát triển mối quan hệ song phương và sáng kiến ngũ cốc biển đen mà Nga đã rút khỏi hồi tháng 7. Về lý do Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen, Ông Putin nói, Moscow buộc phải làm như vậy vì phương Tây không giữ lời hứa và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu nông sản của Nga. Ông nói thêm rằng, địa Kremlin sẵn sàng quay lại thỏa thuận một khi những vướng mắc được giải quyết. Trong vài tháng qua, một số quốc gia châu Phi cũng như Brazil và Trung Quốc đã đưa ra tầm nhìn nhằm đạt được hòa bình giữa Kiev và Moscow. Đáp lại ý tưởng một lần nữa Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hòa giải xung đột, ông Putin cho hay Mặc dù các thỏa thuận đã được thực hiện với sự hòa giải của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và các văn bản dự thảo đã được thống nhất giữa các phái đoàn Nga và Ukraine vào mùa xuân năm ngoái, nhưng cuối cùng Kiev đã ném chúng vào sọt so rác với việc rút khỏi hòa đàm hồi đầu tháng 4 cùng năm. Theo ông Putin, Nga chưa bao giờ từ chối bất kỳ nỗ lực hòa giải nào, kể cả nỗ lực của Trung Quốc, các quốc gia châu Phi và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán, lần này chúng tôi cũng không từ chối, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh. Phía Ukraine cũng đã công bố kế hoạch hòa bình của riêng họ trong đó yêu cầu các lực lượng Nga phải rút hết khỏi lãnh thổ nước này, khôi phục biên giới như năm 1991, đồng thời bồi thường chiến phí và thiết lập tòa án xét xử nghi phạm chiến tranh. Tuy nhiên, Moscow bác bỏ kế hoạch trên vì cho rằng nó ra rời thực tế. Các quan chức Nga cũng cáo buộc Kiev không sẵn lòng đàm phán khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 10 năm 2022 ban hành một sắc lệnh loại trừ mọi đối thoại với chính quyền Putin thưa quý vị hiện tại tình hình chiến sự giữa nga và ukraine vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp thế trận liên tục thay đổi những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại